gia tộc tu tiên, sát phạt quyết đoán, không hệ thống, nhanh tiết tấu, thoải mái, thăm dò, dưỡng thành, quần tượng gia tộc tu tiên trên hoang đảo. Gia chủ hàng thiên minh ngẫu nhiên phát hiện, trong đầu mình xuất hiện một tấm bản đồ bảo tàng, hơn nữa mỗi ngày sẽ đổi mới nơi bảo tàng mới. Vì thế bắt đầu hắn tầm bảo, chấn hưng gia tộc con đường. Một lượng lớn linh thạch, tuyệt phẩm công pháp, cao cấp pháp bảo, hy hữu linh dược nhau nhau thu vào trong túi hàng gia cũng từ vô danh tiểu tộc từng bước một cuộc khởi trở thành thế giới nổi tiếng thần tộc tiên tộc thiếu tài nguyên trên đảo hoang hàng gia chủ đúng vậy đúng vậy mỗi lần đào bảo đào ra đồ vật ta đều cảm thấy không đủ tốt phát triển gia tộc cất bước duy gian hàng gia chủ đúng vậy đúng vậy đào ra đồ vật quá nhiều phân phối cho ai ta thường thường cần suy nghĩ thật lâu chương một bắt đầu đào được tiên thiên kiếm thể bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Tàn bảo đồ xuất hiện quy luật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Bạo loạn tinh hải bên trong hải thú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Thanh Linh ở trên đảo tối cường yêu thú bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Thần quy mặc dù thọ, vẫn còn lại lúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Lần thứ nhất xuất hiện lục sắc tàn bảo địa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Linh mạch khô kiệt kẻ cầm đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tàn bảo đồ biến hóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Phụ thân tiền riêng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Người hàng gia lần thứ nhất Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét